em mới nhận được cái tivi TC là 50 inch các bạn ạ. Có tiếng nhưng mà không có hình. Mình đã kiểm tra và đã biết phát hiện nó là nó bị chết đèn nền nhé các bạn, chết led. Chết led nền. Cho nên mình đã thay và giờ chúng ta sẽ cắm điện thử nha. Đấy. Đây là nguyên một bó led của nó đây. Khách dành tới chỉ có tiếng và không có hình. Tôi thôi luôn. Ta lắp đầy đủ led và ta đã thử rồi, giờ ta đưa màn hình vào và nó đã lên được như thế này rồi các bạn ạ. Mình đã check được lên được như thế này rồi, rất chỉ là đẹp. Thank you.